Chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn về cách make up trang điểm cơ bản tự nhiên hàng ngày dành cho mọi người. Lần vừa rồi khi mình về Việt Nam ăn Tết thì em gái mình đã hỏi mình rằng đồ make up hiện nay có quá nhiều, từ kem lót, kem nền, phấn phủ, mascara, eyeliner, rồi son các loại nữa. Thế thì đối với một người mới bắt đầu học trang điểm thì những đồ make up cơ bản nào cần phải dùng? Thì mình nghĩ rằng là đối với một người mà muốn học make up chuyên nghiệp á, thì số lượng đồ make up mà các bạn phải sắm thì không biết bao nhiêu là đủ. Tuy nhiên là nếu chúng ta chỉ cần make up đơn giản và tự nhiên để sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, đi học và đi làm mà thôi, thì mình nghĩ rằng chỉ có một số đồ mà con gái chúng ta cần sắm mà thôi. Vì vậy trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những loại đồ make up mà con gái chúng mình cần có, cũng như là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách make up đơn giản tự nhiên hàng ngày. Và mình sẽ vừa nói vừa hướng dẫn trang điểm, vì vậy cho nên các bạn đừng bỏ qua clip make up của mình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của mình. Và đây chính là mặt mộc của mình. Lý do mình để mặt mộc vì tí nữa thì mình sẽ make up để hướng dẫn trang điểm cho các bạn. Và các bạn có thấy là trên mặt mình hiện nay thì đang có một số những vết thâm mụn ở vùng cằm với lại ở một chút ở gần mép miệng, đúng không nào? Và cái nhiệm vụ của mình thì một chút nữa thôi thì mình sẽ phải trang điểm make up để che đi những cái vết thâm mụn này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu phần trang điểm luôn nhé. Và lúc nào cũng vậy, trước cái lớp trang điểm của mình thì mình luôn luôn sử dụng một loại mỹ phẩm, đó chính là kem chống nắng. Thật ra kem chống nắng không phải là loại mỹ phẩm, mà kem chống nắng là một dung dịch để có thể bảo vệ da mình tránh khỏi cái tác hại của ánh nắng mặt trời. Như các bạn cũng biết, khi chúng ta ra ngoài đường thì trong ánh nắng mặt trời có chứa nhiều những cái tia UV, tia tử ngoại. Và những cái tia này thì có tác hại rất lớn đối với làn da của mình. Nó có thể gây ra việc sạm da, da thâm đen, cũng như là sẽ nhanh chóng làm cho da của chúng ta dễ bị lão hóa. Vì vậy cho nên là trước khi ra ngoài đường, trước cái lớp make up của mình thì mình nên trang bị một cái lớp mỏng kem chống nắng ở dưới cái lớp make up ấy, để da của chúng ta sẽ được bảo vệ hơn. Và kem chống nắng ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là Innisfree Perfect UV Protection Cream loại Triple Care. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn phần trang điểm của mình nhé. Trên thị trường hiện nay để thực hiện bước nền cho khuôn mặt thì có rất là nhiều loại mỹ phẩm chúng ta có thể dùng. Ví dụ như là phấn phủ, BB cream, CC cream hoặc là cushion, kem lót với lại foundation, có nghĩa là kem nền. Tuy nhiên ngày hôm nay chủ đề của video của mình sẽ là về các bước trang điểm cơ bản dành cho những người mới bắt đầu trang điểm. Vì vậy cho nên mình cũng sẽ sử dụng một loại mỹ phẩm dễ sử dụng để cho các bạn có thể học và cũng có thể sử dụng luôn. Ngày hôm nay loại BB cream mà mình sử dụng trong clip của mình đó chính là một loại BB cream có chứa nhân sâm của thương hiệu Missa của Hàn Quốc. Thì bình thường mình sẽ dùng một lọ lớn nó như thế này. Tuy nhiên là cái chai lớn như thế này thì mình đã sử dụng hết rồi. Vì vậy trong thời gian gần đây á thì mình chuyển qua là sử dụng miếng nhỏ như thế này. Nó cũng tiện dụng hơn. Mỗi lần dùng thì mình chỉ cần bóc ra và sử dụng trên mặt. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đánh cái lớp nền nhé. Mình chấm lên những cái phần ở trên khuôn mặt. Các bạn chú ý là mình sẽ chấm cho đều một tí, để tí nữa thì mình sẽ dùng cái lớp mút á, mình sẽ tán cái phần BB cream này ra. Sau khi mà mình đã chấm những cái nốt BB cream ở trên khuôn mặt rồi á, thì mình sẽ dùng một cái lớp bông phấn như thế này để mình tán nó ra. Nếu như mà mình bóp á thì các bạn thấy là nó cũng khá là mềm. Mình sẽ tán từ từ những cái phần chấm BB cream vừa rồi mà mình vừa mới làm ở trên mặt. Sau khi đã đánh xong cái lớp nền rồi, mình sẽ bắt đầu che những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt của mình. Và concealer hôm nay mà mình sử dụng đó chính là loại concealer All Day Tip Concealer của Arithaum. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái cọ concealer này che đi trên cái khuôn mặt mình một số những cái khuyết điểm như vậy nhé. Mình sẽ chấm từ từ. Sau đó mình cũng dùng cái lớp mút hồi nãy và mình sẽ tán đều những cái phần mụn này ra. Sau khi mà mình đã che concealer vào những cái khuyết điểm sau thì da mình là hoàn toàn là không thấy những vết thâm mụn rồi. Và sau khi mà mình đã đánh xong lớp nền rồi á thì mình sẽ bắt đầu làm với lại cái chân mày cũng như là mắt của mình. Như các bạn cũng thấy là mình bình thường có chân mày, tuy nhiên rằng là với cái lớp make up á thì nếu như mà mình không vẽ thêm một tí cái lớp chân mày á thì nhìn nó cũng không có được nổi bật trong khuôn mặt lắm. Vì vậy cho nên chì kẻ chân mày rất là quan trọng đối với mình. Chì kẻ chân mày ngày hôm nay mà mình sử dụng đó chính là một loại của Etude House, tên của nó là Growing Eyebrow. Mình sẽ tô từ đầu của phần lông mày.
trở xuống phần đuôi. Rõ ràng rằng là bên này thì đã vẽ rồi, bên này thì chưa vẽ, thì rõ ràng có cái sự khác biệt khá là nhiều đúng không? Khi mà mình đã vẽ xong cho chân mày của mình nó đậm hơn thì cái khuôn mặt của mình thì nó sẽ nhìn có sức sống hơn. Sau khi đã làm xong quả lông mày hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ bắt đầu trang điểm phần mắt. Thì việc trang điểm phần mắt có rất là nhiều những công đoạn nếu như mà các bạn làm chuyên nghiệp. Tuy nhiên là với loại trang điểm bình thường thôi thì mình chỉ dùng một loại màu mắt để làm cho mắt của mình có một chiều sâu một tí. Và sau đó thì mình sẽ dùng eyeliner để vẽ viền theo cái đường mắt phía trên. Ngày hôm nay thì mình sẽ dùng loại phấn mắt mà mình có giới thiệu ở trong cái clip makeup trước. Đó chính là loại Blend 44 Eyes của Etude House. Mình biết rằng là có một số bạn sẽ nghĩ rằng cái việc đánh phấn mắt thì khá là phức tạp và cũng khá là không cần thiết trong cái việc hàng ngày. Tuy nhiên rằng là mình nghĩ là chúng ta chỉ cần đánh một chút thôi để tạo cái chiều sâu cho mắt, nó cũng sẽ có tác dụng rất là tốt. Mắt của chúng ta sẽ nhìn có vẻ long lanh hơn hoặc là nhìn sâu hơn. Mình thì hôm nay thì mình sử dụng cái loại bảng mắt 4 màu này, nhưng mà vì makeup đơn giản thôi, vì vậy cho nên là mình sẽ chỉ sử dụng một màu duy nhất để đánh. Mình sẽ chọn màu hồng ở đây. Và cái cọ mà mình sử dụng, mình sẽ không sử dụng những cái loại cọ chuyên nghiệp, mà mình sẽ sử dụng một cái loại cọ mà mọi người rất là dễ dàng để có thể mua ở ngoài thị trường. Đó chính là một cái loại cọ mà có đầu như thế này. Đó là một cái loại đầu bông mút như thế này. Mình bắt đầu chấm một ít ở đây. Đó là mình sẽ đánh lên trên cái phần màu bầu mắt. Mình chỉ đánh một ít thôi, tại vì mình cũng không có muốn là quá nổi bật khi ra đường á. Và sau khi đánh phấn mắt xong thì mắt của mình sẽ như thế này. Tiếp theo sau khi đánh phấn mắt thì mình sẽ dùng eyeliner để mình sẽ tô điểm thêm cho cái phần mắt của mình. Thực tế là mọi người sẽ thấy rằng là mắt mình khá nhỏ so với tổng thể khuôn mặt phải không? Mình biết rằng là có một số bạn thì nghĩ rằng là eyeliner làm cái gì, tại vì chỉ là makeup đơn giản hàng ngày thôi mà. Tuy nhiên rằng là với những bạn mà có mắt bé như là mắt của mình đây á, thì mình thật sự nghĩ rằng là việc đánh eyeliner cực kỳ là quan trọng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng loại trail eyeliner này để mình đánh trên khuôn mặt của mình. Mình sẽ mở cái hộp eyeliner ra và chấm một ít, lấy một ít gel ở trong đây và mình sẽ vẽ lên trên khuôn mặt của mình. Như là mọi người cũng thấy là sau khi mà mắt của mình đã vẽ xong eyeliner thì mắt nó đã to hơn và nhìn là có sức hút hơn đúng không nào? Và ngày hôm nay mình sử dụng mascara của Innisfree để làm cho lông mi của mình sẽ cong hơn. Mình sử dụng Innisfree Filler Jumbo Cara. Và tiếp theo một điều không thể thiếu khi trang điểm đó chính là má hồng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng má hồng dạng phấn của The Siam. Đây là cũng là một thương hiệu của Hàn Quốc. Sau khi đánh má hồng xong thì rõ ràng khuôn mặt của mình đã có sức sống hơn hẳn rồi. Và cuối cùng là mình sẽ tô điểm thêm cho đôi môi của mình. Bình thường thì mình sử dụng son thỏ chỉ có một màu mà thôi để trang điểm nhẹ nhàng khi ra đường. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dùng một loại son thỏ khá là bình dân và mọi người cũng có thể dễ tìm tại Việt Nam. Đó là loại son BBA, một thương hiệu của Hàn Quốc. Và màu hôm nay mình dùng sẽ là màu số 7. Đây là một màu san hô nhẹ nhàng. Bây giờ thì mình đã hoàn thành xong lớp makeup ngày hôm nay của mình rồi. Mọi người thấy kết quả như thế nào? Mình hy vọng rằng là với những gợi ý của mình trong clip ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các bạn, đặc biệt là những bạn chưa biết makeup như thế nào, có thể dễ dàng lựa chọn những đồ trang điểm phù hợp với bản thân mình. Tất cả những đồ trang điểm mình dùng trong clip ngày hôm nay đều có giá bình dân và các bạn đều có thể dễ dàng tìm mua tại Việt Nam. Mình hy vọng rằng là với sự gợi ý của mình ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các bạn một phần nào có thể tự makeup đơn giản, tự nhiên hàng ngày cho mình, làm cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip của mình cho đến giây phút này. Và nếu như các bạn có những đóng góp hay là ý kiến gì cho video của mình thì hãy comment bên dưới để cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thích video clip của mình thì hãy bấm like hoặc là bấm subscribe cho kênh của mình để chúng ta có thể chào đón những video clip tiếp theo của mình nhé. Xin chào và xin gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.